Cuộc chiến hậu cung. Thái tử cầm quân đi đánh giặc đã một tháng trời, không có tin tức gì rồi. Ta lo quá. Nguyệt Phi nương nương. Nương nương, thái tử gia đã trở về rồi. Thật thế sao? Người đã trở về rồi ư? Mau giúp ta chuẩn bị, ta phải đến gặp người mới được. Dạ, thái tử đang yết kiến hoàng thượng, nhưng... Nhưng sao? Có chuyện gì mà ngươi ấp úng thế? Thái tử bị thương sao? Dạ không thưa nương nương, thái tử đã thắng trận trở về. Nhưng người mang theo về một cô nương rất xinh đẹp, hình như định lập cô ta làm thiếp. Cái gì? Một cô nương xinh đẹp ư? Thưa Nguyệt Phi, thái tử truyền lệnh, ngài đang bận làm sớ tấu trình lên hoàng thượng, nên không thể tiếp đón nương nương được. Mời nương nương hồi cung. Cái gì? Thái tử không tiếp ta ư? Sớ chương gì chứ? Chắc lại đang ở với con hồ ly kia, nên không muốn gặp ta đây mà. Nương nương bớt giận, biết đâu thái tử bận việc thật thì sao? Bình thường đi đâu xa về là thái tử tìm đến gặp ta ngay rồi mới giải quyết công việc. Lần này đi hẳn một tháng, đã thế còn không chịu gặp ta, chắc chắn là bị con hồ ly hớp hồn rồi. Nương nương đừng buồn, để nô tỳ đi thám thính giúp nương nương xem cô gái đó là ai. Người mau đi đi. Vâng thưa nương nương. Sao lâu về thế nhỉ? Đã mấy canh giờ rồi? Nương nương, nô tỳ đã thám thính được rồi. Mau nói cho ta biết xem nào. Nô tỳ đã phải dò la đám cận vệ của thái tử mới biết được rất nhiều chuyện. Khi thái tử đi dẹp loạn ở nước Đông, vua Đông không những đầu hàng mà còn đem dân con gái là Lý Ngọc Hoàng tặng cho thái tử để tỏ lòng cảm phục. Nghe nói Ngọc Hoàng vô cùng xinh đẹp, năm nay mới 18 tuổi. Thái tử vừa nhìn đã say đắm, trên đường từ nước Đông trở về, không ngày nào thái tử rời mắt khỏi cô ta. Có chuyện đó thật sao? Nô tỳ còn nghe được một chuyện, rằng thái tử có ý định lập cô ta làm thái tử phi. Nếu như vậy, sau này chắc chắn cô ta sẽ trở thành hoàng hậu. Còn nương nương thì... Không thể có chuyện đó được. Ta được đích thân hoàng thượng ban hôn, nếu có lập thì chỉ có ta mới xứng đáng là thái tử phi. Cô ta chỉ là một tiểu thiếp thôi. Nhưng cô ta rất được thái tử sủng ái. Trước sau gì thái tử cũng lên ngôi, người muốn lập ai chẳng được. Không, ta không thể để cô ta qua mặt được. Ta phải đến gặp cô ta, xem cô ta lợi hại thế nào mới được. Nương nương cẩn thận, bây giờ cô ta nói gì thái tử cũng nghe theo. Không chừng cô ta sẽ hại lại nương nương đấy. Người yên tâm, ta biết nên làm thế nào. Công chúa, nguy rồi. Có chuyện gì vậy? Vương phi của thái tử đang ở ngoài kia. Bà ấy muốn gặp công chúa để hỏi chuyện. Trông bà ta đằng đằng sát khí. Chắc vì chuyện thái tử sẽ lập người làm thiếp. Công chúa hãy cẩn thận. Có cần báo với thái tử không ạ? Không cần, hãy cứ để bà ấy vào. Ngọc Hoàng tham kiến Nguyệt Phi nương nương. Chúc nương nương cát tường. Quả là xinh đẹp tuyệt trần. Thảo nào... Ngươi cũng biết lễ nghĩa nhỉ? Thế sao không đến diện kiến mà để đích thân bổn cung đến chào ngươi là sao? Ngọc Hoàng mới từ nước khác đến nên không thuộc đường lối trong cung. Hơn nữa, chưa được lệnh của thái tử nên Ngọc Hoàng không dám đi đâu. Mong nương nương thứ lỗi. Ngươi đừng ngụy biện, dám quyến rũ thái tử à? Ngươi có âm mưu gì? Nói. Dừng lại. Ngươi định đi đâu? Đây là chuyện của ta với Nguyệt Phi, không được kinh động đến thái tử. Cũng có nghĩa khí đấy. Vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi chết không ai biết. Dám sang đây tranh giành quyền lực với ta ư? Ngươi chưa đủ tuổi. Ngọc Hoàng xấu số, phải lưu lạc tới nơi đất khách quê người làm vật tế phẩm. Chỉ mong đất nước được hòa bình, chứ không có tham vọng gì cao sang. Được chết dưới tay của Nguyệt Phi là vinh dự của Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng chết không tiếc, chỉ lo cho số phận nước nhà. Sợ thái tử nổi giận thì vua cha và đất nước sẽ không tránh khỏi thương vong. Nguyệt Phi là người con gái xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, chắc chắn sau này sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Điều này từ lâu đã khắc sâu trong lòng thái tử. Hy vọng người sẽ không làm chuyện gì dại dột khiến thái tử phải thay đổi suy nghĩ. Ngọc Hoàng đi trước đây.
Tại sao ngươi không kêu ầm lên là ta muốn giết ngươi? Thái tử sủng ái ngươi như thế, chắc chắn sẽ trị tội ta. Tại sao ngươi lại tự tốn và bình tĩnh đến thế? Ngươi không sợ chết sao? Đời người ai chẳng chết một lần. Nếu Ngọc Hoàng không tự tốn mà tỏ vẻ gay gắt, liệu Nguyệt Phi có trở lại bình tĩnh được không? Ngọc Hoàng làm thế cũng chỉ để bảo vệ tính mạng cho mình và cho cả Nguyệt Phi nữa. Bây giờ thì ta đã hiểu tại sao Thái tử lại yêu mến ngươi đến thế. Đến ta cũng không thể cầm lòng được trước vẻ nhu mì của ngươi. Ta thật đáng xấu hổ. Điều lớn nhất Ngọc Hoàng học được ở đời là chữ nhẫn, bình tĩnh, tự tốn trong mọi chuyện là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Nóng nảy chỉ tổ hại mình, hại người. Ngọc Hoàng chỉ muốn là chị em tốt của Nguyệt Phi, cùng nhau chăm sóc thái tử và chăm lo cho đất nước. Ta hiểu rồi, cảm ơn em. Trong triều có lắm người suốt ngày lừa theo ý ta, không bao giờ bày tỏ chính kiến của mình, mà nếu cứ như thế thì e rằng xin bệ hạ chớ buồn mà tổn hại đến long thể. Thiếp cũng thấy thế, cần phải có cách nào hạn chế hiện tượng này ạ? Loa loa loa! Hoàng thượng có chỉ, mời toàn thể thần dân trong kinh thành đến đây dự buổi trao bảng vàng của đức vua cho người dũng cảm nhất thiên hạ. Loa loa loa! Bảng vàng cho người dũng cảm nhất à? Ôi thích quá! Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Tất cả miễn lễ. Hôm qua ta đã lặn xuống biển 2 vạn dặm đánh nhau với cá mập và cướp được chiếc bảng vàng này. Lặn xuống biển đánh nhau với cá mập tận 2 vạn dặm cơ à? Bây giờ ta muốn tặng bảng vàng này cho người nào dũng cảm nhất vương quốc của ta. Làm gì có chuyện đó, khó tình quá. Làm gì có ai làm được thế chứ? Phải đấy, phải đấy. Bệ hạ đã đánh nhau với cá mập dưới đáy biển vạn dặm, khó tình quá. Khẽ chứ. Có muốn mất đầu không? Thưa bệ hạ, ngoài bệ hạ ra, làm gì có ai dũng cảm được như bệ hạ. Lặn xuống đáy biển đã khó, lại còn đánh nhau với cá mập nữa, thì thật không ai có thể làm được ạ. Vì thế, thần cho rằng bảng vàng này dĩ nhiên phải thuộc về bệ hạ rồi. Thế sao? Đúng vậy, thưa hoàng thượng, thần cũng thấy vậy. Chỉ có bệ hạ mới xứng đáng nhận tấm bảng vàng này thôi ạ. Các khanh cứ quá lời. Chẳng lẽ không ai ngoài ta dám nhận tấm bảng vàng này sao? Phải đấy ạ, ngoài bệ hạ ra, không còn có ai xứng đáng nhận được tấm bảng vàng này đâu ạ. Thế còn các thần dân của ta, các ngươi nghĩ sao? Bẩm, bệ hạ chính là người dũng cảm nhất ạ. Kỳ con, mau quỳ xuống. Tại sao lại phải quỳ ạ? Quỳ xuống đi con. Tất cả miễn lễ, cho cậu bé kia lên đây. Dạ, thưa bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, miễn lễ. Tại sao ngươi không quỳ xuống? Cha mẹ Thảo Dân vẫn dạy bảo rằng làm người thì phải trung nghĩa, thần không thể nói dối được. Con mình... Thảo Dân không tin bệ hạ có thể lặn sâu xuống vạn dặm để đánh nhau được với cá mập ạ. Thằng bé sẽ bị xử tội mất. Ngươi dám không tin lời ta nói sao? Vâng, đó là chuyện không thể tin được ạ. Ngươi không sợ ta chém đầu hay sao? Dạ, có sợ, nhưng lời nói phi lý của bệ hạ khiến Thảo Dân không thể tin được ạ. Ngươi chính là người dũng cảm nhất, bảng vàng này là của ngươi. Ôi! Các ngươi thấy đấy, một chuyện ta phịa ra như vậy, ba quân ở đây chắc chắn cũng biết là không đúng. Vậy sao các ngươi cúi mình uống lưỡi tán dương này nọ? Ta nói vậy cũng có ý nhắc nhở cả những người không tán dương, nhưng sợ này sợ nọ mà im lặng. Thử hỏi, khi triều chính có biến, các ngươi cứ lựa theo ý ta mà nói, mà tấu, mà trình, thì ta còn biết tin cậy vào ai? Ta tuy là quốc vương, nhưng người đời có câu, một cây làm chẳng lên non,
ta cần bên ta là những đại thần trung nghĩa, chứ không phải những kẻ ương hèn, gió chiều nào theo chiều ấy. Các khanh không thấy xấu hổ trước cậu bé 10 tuổi này sao? Thưa bệ hạ, thần trộm nghĩ phút giây này, chúng thần có nói gì cũng là vô nghĩa. Chỉ xin tạ tội với bệ hạ, tự sửa lỗi lầm. Ta hy vọng, mong muốn từ nay triều đình sẽ không còn xảy ra những chuyện như thế này nữa. Hoàng thượng an minh, hoàng thượng vạn tuế. Đi đường cẩn. La 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 la. Thế sao hôm nay con gái mẹ, con mới được anh Thắng tặng cho một chiếc nhẫn mới đẹp lắm mẹ. Còn khắc cả tên của con lên chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này đúng là đẹp thật, nhưng quan trọng nhất vẫn là chân tình con ạ. Những món quà đắt tiền, nhưng tình yêu vẫn đẹp, vẫn sống với nhau hạnh phúc. Nhà nghèo, ngày ngày mẹ đôi dép rách quai. Bà thấy thương, tôi làm thêm, để đợi đến sinh nhật mẹ, có tiền tặng mẹ một đôi dép mới. Đến tận bây giờ, mẹ đôi dép ba tặng làm vật kỷ niệm đấy. Mẹ cất kỹ trong góc tủ đấy á. Cái đôi dép nhựa tiền phong có 30 năm rồi ạ. Đúng đấy. Bây giờ, thời của ba mẹ xưa lắm rồi. Thời nay ai còn như thế nữa. Phải là nhẫn, không thì quần áo, giày dép hàng hiệu chứ. Yêu nhau thì phải thể hiện bằng vật chất, người ta mới cảm nhận được chứ. Nó bạc bẽo lắm, con đừng lóa mắt với những thứ ấy. Con còn đang đòi anh ấy mua, để tiện mang đi làm nữa. Anh ấy yêu con lắm, hứa là mua tất cả những thứ con cần đấy mẹ. Thôi mẹ đừng gằn. Gì mà, con đi tắm đây ạ. Tao nhìn thấy thằng Thắng nhà mày trong tay với một đứa con gái trẻ lắm, vào rạp chiếu phim đấy. Thắng ơi, đẹp gì có chuyện đó. Anh Thắng yêu tao lắm, hôm vừa rồi còn tặng tao chiếc nhẫn mới có khắc tên tao cơ mà. Mày nhìn nhầm người rồi. Không muốn mày bị lừa nên nói để mày cảnh giác. Thật mà, không nhầm đâu. Em nhé. Sao khác à? Em biết rồi. Mày nhìn nhầm rồi. Trong đấy nữa, anh Thắng đúng là đi công tác thật. Cây Hòa nói thế là mình cũng lo lo. Muộn thế này mẹ lo quá. Ôi con gái, phản bội con rồi. Thì từ từ kể mẹ nghe. Bình tĩnh nào con. Anh Thắng gì? Anh ấy đã lừa dối con. Mắt con đã chứng kiến tất cả. Còn nhiều người tốt hơn Thắng đang đợi con phía trước. Đừng vì một vấp ngã đầu đời quên cả cuộc sống tươi đẹp sau này, con gái. Thôi. Con hãy vui mừng vì sớm ruột thứ tình yêu hào nhoáng và giả dối ấy. Con hãy vui mừng vì yêu như thời của ba mẹ trước đây. Có một tình yêu đẹp như vậy. Con hy vọng thế. Con chẳng cần chiếc nhẫn mới nào nữa đâu mẹ. Chuyện hai anh nông dân.
nghỉ tay ăn trưa thôi, anh Sáng ơi. Vâng, anh cứ lên bờ ngồi nghỉ trước, tôi lên ngay đây. Trời nắng quá, khổ nhất là người nông dân. Tính ra mỗi năm 3 vụ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Sau khi trừ tiền giống, tiền phân, tiền phơi và không bị lũ lụt, sâu rầy thì chỉ đủ tiền chi tiêu, không để ra được chút nào anh ạ. Ăn chắc mặt bền anh ạ. Chúng ta làm ăn trên mảnh đất của ông bà để lại, tuy có vất vả nhưng chẳng bao giờ lo chết đói. Mình ơi, lão địa chủ đang thu mua đất, một mảnh được những 100 đồng. Thế này thì chúng ta đổi đời rồi. Thật thế hả? Để tôi lên nhà lão xem thế nào. Mình chạy về nhà lấy khế ước rồi đem lên luôn cho được việc nhé. Anh ơi, vợ chồng anh suy nghĩ cho kỹ đã rồi hãy quyết định. Bán đất đi rồi, sau này lấy gì sinh nhai? Cơ hội đấy anh ạ. Những 100 đồng bằng bao nhiêu năm cày cuốc ấy chứ. Tôi đã bảo mà, vợ chồng anh Sáng kia không chịu nghe. Cứ như vợ chồng mình ngồi mát ăn bát vàng. Tôi vừa đi chợ về, thấy hai vợ chồng nhà ấy vẫn đang làm quần quật ngoài đồng kia kìa. Sướng không biết đường mà sướng. Vất vả thế cho đến cuối đời cũng chẳng giàu nhanh được như nhà ta, phải không mình? Mình nói chí phải. Đúng là làm quần quật quanh năm suốt tháng mà chẳng đủ ăn. Mà sao nông dân cứ phải bán thóc nhỉ? Trồng lúa không bán thóc thì bán cái gì? Mình nói gì lạ thế? Muộn rồi đấy, mình ngủ đi, mai còn đi cắt cỏ nữa. Mình à, mai tôi phải đi lên thị trấn một chuyến học làm bún xem. Tôi thấy một cân gạo được mấy cân bún, mà giá một cân bún lại gấp mấy lần một cân gạo. Mình nói có lý. Mình ngủ đi, mai tôi dậy sớm làm ít cơm nắm cho mình đi ăn đường. Dạ, bún vừa mới làm sáng nay, còn nóng hôi hổi đấy ạ. Dạ, bún làm từ gạo tẻ thơm đấy ạ. Cảm ơn bác, lần sau lại ghé qua bác nhé. Không ngờ mới có mấy năm mà hai vợ chồng mình đã khánh kiệt đến nỗi này. Tôi nghe nói nhà anh Sáng mở tiệm bún làm ăn khấm khá lắm. Hay là mình đến đó xin anh ấy túi bún ăn tạm. Nhưng gì nữa, tôi đói lắm rồi. Đi thôi mình. Anh Sáng ơi, anh làm ơn bán chịu cho vợ chồng tôi cân bún. Mấy hôm nay nhà chẳng còn gì ăn. Chết, sao lại đến nông nỗi này hả anh Khoai? Trước tôi đã bảo rồi, cái gì đến nhanh rồi cũng sẽ qua nhanh. Tiền phải sinh ra từ bàn tay, khối óc của chúng ta. Chứ tiền để tiêu thì kiểu gì cũng sẽ hết thôi, chẳng ăn chắc mặt bền được. Anh cầm lấy đi, về ăn tạm cho đỡ đói. Cảm ơn anh, chúng tôi xin phép. Này, tôi tính thế này, anh xem có được không? Giờ mở cửa hàng bún này, vợ chồng tôi bận lắm, không có thời gian làm ruộng nữa, mà anh giờ cũng mất ruộng rồi. Hay là tôi thuê anh làm ruộng cho nhà tôi, công xá tôi không để anh thiệt đâu. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi đã hiểu được nhiều điều. Mực và bông. Trời ơi là trời! Mực, im ngay! Bảo mày có được không hả, con chó láo toét kia? Im ngay! À, cái gì nữa đây? Bà ơi, bà bảo con chó này đi, nó định cắn cháu. Mực, có im ngay không thì bảo.
Cháu không sao chứ? Cháu không sao. Mẹ cháu bảo mang sang gửi bà ít đồ sáng nay mẹ cháu lên thị trấn mua hộ bà. Bà cảm ơn. Thôi, bà xin lỗi. Cháu đừng khóc nữa. Để ta xử lý nó sau. Lần sau, cháu nhớ gọi lớn từ ngoài cổng nhé. Vâng, cháu chào bà ạ. Tao hết chịu nổi mày rồi. Tối nay đừng có hy vọng được ăn cơm nhé. Mày khéo phải gọi người đến bán quách nó đi thôi. Cùng một con nuôi mà sao khác nhau thế chứ? Còn bồng ngoan ngoãn, hiền lành bao nhiêu thì nó hung hăng, dữ tợn bấy nhiêu. Anh Mực ơi, anh đói bụng chưa? Có ăn tối với tôi không? Tối nay thức ăn ngon thế này mà anh không được ăn, tội nghiệp anh quá. Ngon thì anh cứ ăn đi, tôi không ăn. Anh Mực ạ, tôi khuyên anh cứ hung hăng như vậy làm gì chứ? Cứ như tôi đây này, ngoan ngoãn, kệ ai thích làm gì thì làm, nên lúc nào cũng được ăn uống sung sướng, ngủ đẩy mắt. Tội gì mà anh cứ phải tự làm khổ mình thế chứ? Anh xem, cùng là chó với nhau mà anh lúc nào cũng bị xích, còn tôi tự do bay nhảy, thích làm gì thì làm, thế có phải sướng không? Người ta mách cho lại còn kêu, đã thế cho nhịn đói là phải, đáng đời. Chắc là được rồi đây. Ôi trời ơi, con chó ở đâu ra thế này? Thôi chết, nhà này có chó dữ lắm, cuốn gói thôi. Đã mất công vào tận đây, ta cũng phải vớt vát gì chứ. Con này chắc là dễ xơi đây. Chuyện gì vậy? Hả? Trộm! Làng nước ơi, trộm! Trời ơi, may quá, may mà có mày. Mực ạ, suýt chút nữa thì chúng khoáng sạch nhà ta mất. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.